giới thiệu trong chương trình này thì chúng tôi cũng giới thiệu về vấn đề HIV để các anh chị cũng có thể biết, bởi vì với cái chương trình điều trị Nero là một trong những chương trình mà góp phần để giảm cái tình trạng HIV hiện nay. Vậy thì với tình hình mà dịch HIV ở trên thế giới, thì nếu mà tính đến nay, thì cũng tròn 40 năm. Theo cái báo cáo đầu tiên về bệnh nhân nhiễm HIV, thì được báo cáo là bệnh nhân vào tháng 5 năm 1981 với cái tình trạng mà bệnh nhân bị viêm phổi, và gần 2 năm sau đó thì các nhà khoa học đã phân lập được HIV tuyếp 1, và đây chính là cái tuyếp mà gây nên hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, hay chúng ta sau này còn gọi là AIDS. Và trong suốt 40 năm qua thì HIV đã thay đổi, bắt đầu từ một cái bệnh lý chết người chưa tìm ra thuốc, cho đến nay thì đã có thuốc điều trị, và những người mà bị bệnh thì có thể sống chung và vẫn có thể đảm bảo được các cái công việc cũng như là gia đình, nghĩa là người ta có thể là sống chung trong thời gian dài. Cái sự phát triển của cái thuốc điều trị mà chúng ta hiện nay gọi là ARV là một trong những tiến bộ vượt bậc, và đã giúp cho rất là nhiều người bị nhiễm HIV đã không bị chết bởi virus HIV. Về tình hình dịch HIV trên thế giới, theo UNAIDS, tính tới thời điểm năm 2020 thì trên thế giới có hơn 37 triệu người hiện nay đang sống chung với HIV. Và tính đến năm 2020 thì có 27 triệu người được tiếp cận với thuốc ARV, là loại thuốc mà điều trị để kiểm soát cái HIV. Trong năm 2020 thì trên thế giới thì phát hiện ra 1,5 triệu ca nhiễm mới. Và cũng trong năm 2020 thì có 690.000 người tử vong với những cái trường hợp mà người ta bị nhiễm HIV và chuyển sang giai đoạn AIDS ạ. Có 17,5 triệu người nhiễm HIV tính từ khi dịch bắt đầu, nghĩa là tính từ thời điểm dịch bắt đầu cho đến nay thì hiện nay có khoảng độ gần 80 triệu người. Và lũy tích thì có 34,7 triệu người tử vong do AIDS kể từ khi dịch bắt đầu xảy ra. Ở trên slide trên hình chiếu, thì các anh chị có thể thấy đây là số người nhiễm HIV trên toàn cầu tính từ năm 1990 cho đến năm 2019. Chúng ta có thể thấy rằng là cái đường hiển thị cái đường màu xanh ở đây ạ, là ước lượng số lượng người trưởng thành cũng như là trẻ em sống chung với HIV trong suốt khoảng thời gian từ năm 1990 cho đến 2019, là gần 40 năm qua. Và hiện nay thì cái xu hướng này thì ạ, nó vẫn tăng dần. Cái slide tiếp theo, đây là cái biểu đồ thể hiện cái số ca lây nhiễm HIV mới tính trong gần 40 năm qua, bắt đầu từ năm 1990 cho đến 2020. Và với cái biểu đồ này thì có thể thấy là cái số ca lây nhiễm HIV mới này có xu hướng giảm, và điều này thì cũng rất là phù hợp, bởi cho đến nay thì ở trên thế giới cũng đã có rất nhiều các cái chương trình được triển khai từ công tác dự phòng mà các bên y tế dự phòng chúng ta triển khai rất là nhiều, cho đến khi cho đến cái việc mà bệnh nhân, những người bị nhiễm ấy, người ta có thuốc để điều trị, và thuốc để điều trị thì giúp kiểm soát cái tình trạng virus và làm giúp cho cái virus nó ở dưới ngưỡng và nó tránh cái khả năng lây nhiễm cho cái người mà chưa bị nhiễm HIV. Trong số những cái ca nhiễm mới trên toàn cầu thì ở đây thì có các nhà khoa học có phân tích và phân loại theo quần thể và theo giới. Và cái biểu đồ đầu tiên, chúng ta có thể nhìn thấy những cái ca nhiễm mới phân bố theo quần thể. Ở đây thì phân bố theo các quần thể mà chúng ta thấy là những cái quần thể đích, như là nhóm bán dâm chiếm 8%, những cái người tiêm trích ma túy, đây chính là cái nhóm bệnh nhân mà khi mà chúng ta triển khai chương trình điều trị methadone ấy, thì các bác anh chị sẽ làm việc nhiều với cái nhóm này, thì cái nhóm này là chiếm 10% số người nhiễm HIV. Tiếp theo là cái nhóm nam đồng tính và MSM.
Nhóm nam đồng tính thì các bác các anh chị có thể là đã từng nghe thấy, nhưng mà cái khái niệm MSM ấy, thì có thể đây là lần đầu tiên chúng ta nghe thấy cái khái niệm này. Và cái từ MSM là cái từ viết tắt để chỉ để chỉ những người nam giới có hành vi quan hệ tình dục với một những người nam giới khác. Và cái thuật ngữ MSM này thì nó sử dụng trong cái mảng là dịch tễ học. Và thế thì ở trên thế giới thì cái nhóm nam đồng tính và nhóm MSM thì cái tỷ lệ trong cái số ca và mà nhiễm HIV toàn cầu đều chiếm đến 23%. Như vậy là một cái tỷ lệ không phải là nhỏ đúng không ạ? Tiếp theo nữa là người người chuyển giới. Vâng, thì cái người và người chuyển giới thì có cái tỷ lệ lây nhiễm HIV ở đây là 2%. Và một cái nhóm nữa, và cái nhóm này cũng chiếm một cái tỷ lệ cao trong số những người nhiễm HIV, đó là gì ạ? Khanh mua dâm hay là bạn tình của cái quần thể đích. Quần thể đích ở đây có thể là những người tiêm trích ma túy, có thể là vợ hoặc là chồng của họ, hay là những vợ hoặc chồng của những người bán dâm. Và cái quần thể còn lại, vâng, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây ạ, là nó chiếm 38% ạ. Và thế như vậy là đây là cái và cái hình tròn này phân bổ những người nhiễm HIV theo từng các cái nhóm quần thể, trong đó là có các nhóm quần thể đích chúng ta đã từng nghe thấy như là nhóm bán dâm, những người tiêm trích ma túy, và nhóm MSM, và rồi bạn tình của những người mua dâm cũng như là bạn tình của những cái quần thể đích và của nhóm còn lại. Chúng ta cùng để ý tới cái vòng tròn thứ hai. Và thì đây là cái vòng tròn gì ạ, mà chúng ta có thể nhìn thấy là những cái người mà nhiễm HIV trên thế giới ấy, thì phân bố theo giới như thế nào. Thế thì ở đây phân ra các nhóm ạ, một là nam, hai là nữ, và ba là chuyển giới. Thế thì các anh chị có thể thấy ạ, vâng, cái màu xanh ấy, vâng, là cho thấy là gì ạ, nhóm nam. Và ở nhóm nam này chia làm hai cái phân nhóm nhỏ, là phân nhóm dưới 24 tuổi và từ 15 đến 24 tuổi, và phân nhóm từ 25 cho đến 49 tuổi. Và cả cái nhóm nam trẻ tuổi và nhóm nam mà trên 24 tuổi này thì cộng lại thì chúng ta có thể thấy là gì ạ, nó chiếm đến khoảng độ điện 50%. Và như vậy là có thể thấy là cái trên cái tỷ lệ nam này nhiễm HIV khá là cao trong số những người nhiễm HIV trên toàn cầu. Chúng ta có cái nhóm thứ hai, vâng, đó là cái nhóm nữ. Và đây thì nhóm nữ phân ra là gì ạ? Nhóm nữ trẻ tuổi từ 15 cho đến 24, và nhóm nữ từ 25 cho đến 49. Vâng, các anh chị có thể thấy là cái khoảng tuổi từ 15 đến 24 thì nó hẹp thôi, nhưng mà từ 25 cho đến 49 thì rộng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là gì ạ? Ở cái khoảng từ 15 đến 24 đã chiếm đến 20%. Thì có thể thấy là ở cái khoảng từ 15 đến 24 này, ở cả nhóm nam và nhóm nữ thì đều cho thấy là đây là cái nhóm nguy cơ cao có thể gì ạ, nhiễm HIV. Chúng ta có thể thấy là gì ạ, có cái phần là 1% ạ. Thế thì ở đây cũng hiển thị là gì ạ, cái nhóm chuyển giới trẻ là dưới 24 và từ 25 trở lên, thì cả hai nhóm này có cái tỷ lệ lây nhiễm HIV ở đây là gì ạ, chiếm 2%. Như vậy đấy là phân bố các cái ca nhiễm mới toàn cầu theo quần thể và theo giới. Đây là cái biểu đồ mà cho thấy số người tử vong khi mà những bệnh nhân này chuyển sang giai đoạn S, nghĩa là giai đoạn nặng gì ạ, trong giai đoạn từ năm 1990 cho đến 2019. Thế thì với cái hình này thì có thể thấy cái giai đoạn mà đỉnh và tử vong do dịch HIV thì nó từ năm 2003 cho đến 2004, và cho đến những năm gần đây thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ này nó đang đi xuống. Và đây là một cái tín hiệu rất là tốt, và như có trao đổi các anh chị ở cái slide trước đó ấy, thì đây cũng là cái kết quả của những cái chương trình là điều trị cũng như là dự phòng ở trên thế giới hiện nay rất là đa dạng. Và đấy là cái bối cảnh, đấy là cái thông tin về cái tình hình dịch ở trên thế giới. Thế còn tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam thì như thế nào? Nếu mà các bác các anh chị mà chúng ta để ý ạ, thì ở trên trang và trang của Cục Phòng chống HIV/AIDS thì hàng năm chúng ta sẽ thấy là gì ạ, đều có một cái báo cáo tổng hợp tình hình về dự phòng cũng như là điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam.
Và cái slide mà tôi trình bày ở đây thì chúng tôi cũng update cái thông tin từ đấy ạ. Tính tới năm 2020 thì số người hiện, và thứ nhất là trong năm 2020 thì có 13.000 người và nhiễm HIV được phát hiện. Và cái số tích lũy những người mà nhiễm HIV tại Việt Nam mà hiện vẫn còn sống nhiễm, vâng, thì hiện nay là 215.220 người. Và số ca tử vong, vâng, thì trong năm 2020 thì số ca tử vong do AIDS là 1.681 người và lũy tích là 108.719 người. Và ở đây thì các anh chị cũng có thể thấy là cái tổng kết và những cái số nhiễm HIV mới cũng như là tử vong và về cái câu chuyện HIV ở Việt Nam tính từ những năm đầu của thập niên 90 cho đến những cái thời điểm hiện nay. Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ, cái xu thế nó giảm dần ở cả những ca nhiễm mới cũng như là ca tử vong. Tất nhiên là gì, nó vẫn còn những cái ca nhiễm mới xuất hiện hàng năm. Và đây là cái biểu đồ mà phân tích kỹ hơn. Và thứ nhất là gì ạ, phân loại về giới. Thế thì cũng giống như là cái bức tranh ở trên thế giới, ở Việt Nam những người và cái giới mà giới nam ấy, và các anh chị có thể thấy ạ, ở đây chính là cái biểu thị màu đỏ đấy ạ, luôn luôn là chiếm một cái tỷ lệ phần trăm cao hơn so với nhóm nữ về cái việc mà nhiễm HIV. Và như vậy là có thể thấy là gì ạ, nhiễm HIV thì tập trung nhiều và nghi nhiều ở nhóm nam giới. Thứ hai là về đường lây. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là gì, có các đường lây nhiễm HIV, một là đường máu và hai là đường tình dục. Và rồi cái màu xanh và xanh lá cây này là lây từ mẹ sang con, và cái màu tím ở trên là không rõ. Và thế thì tính cái khoảng thời gian ở đây từ năm 2010 cho đến vâng đến cuối năm 2018 thì chúng ta có thể thấy gì ạ, vâng, cái đường lây nhiễm qua đường máu này ạ, nó càng ngày nó càng hẹp dần. Trong khi đó thì ạ, cái đường lây nhiễm vâng qua quan hệ tình dục nó càng ngày nó càng mở rộng ra. Và chúng ta không thấy điều đấy rõ ở cái đường mà lây từ mẹ sang con. Thế thì với phân tích cái số liệu hàng năm có thể thấy gì ạ, cái đường lây nhiễm HIV thì dường như là liệu nó chuyển dịch. Trước đây là liệu chuyển trước đây là chủ yếu là qua lây nhiễm qua đường máu, và nhưng mà bây giờ các anh chị có thể thấy gì ạ, nó chuyển dần sang liệu đường lây nhiễm chủ yếu lại là gì ạ, lây nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn. Và và ở đây thì là cái tỷ lệ nhiễm HIV theo các cái nhóm nguy cơ. Trên cái biểu đồ này thì có ba cái nhóm nguy cơ. Và thứ nhất là có cái nhóm đầu tiên là gì ạ, nhóm cái người mà gì ạ, tiêm trích ma túy. Và chúng ta có thể nhìn thấy vào cái màu xanh là cây này ạ. Tiếp theo thì ạ, nhóm màu cam đấy ạ. Và chúng ta cái nhóm màu cam đấy ạ, đấy chính là cái nhóm M&M. Và cái số liệu M&M thì các anh chị có thể thấy là nó chỉ có một cái khoảng ngắn thôi ạ, bởi vì là tính từ phải nói là từ năm 2011 thì chúng ta mới bắt đầu triển khai trong các cái nghiên cứu giám sát trọng điểm để đánh giá nguy cơ về nhóm này, nên là cái dữ liệu mà chúng ta có là tính từ năm 2011 cho đến nay. Và một cái nhóm cuối cùng là nhóm thấp chính, và ở dưới cùng màu xanh đấy ạ, đấy là cái nhóm này là nhóm nữ bán dâm. Và với cái số liệu mà được thống kê hàng năm thì có thể thấy là gì ạ, với cái nhóm nữ bán dâm thì dường như là gì ạ, cái xu hướng cái tỷ lệ hiện nhiễm HIV nó không tăng. Và ở nhóm sử dụng ma túy thì chúng ta thấy là nó cũng có cái xu hướng giảm. Tuy nhiên là với cái nhóm FSM ấy ạ, vâng, thì các anh chị có thể thấy gì ạ, nó đang có cái xu hướng tăng, vâng, theo cái kết quả mà thu thập từ năm 2011 cho đến nay. Và ở đây là cái ước tính phân bố nhóm những nhóm có nguy cơ mà nhiễm mới HIV
tính cho tới năm 2025. Và có ba cái nhóm mà quần thể đích mà các anh chị có thể thấy ở trên cái slide này. Và cái này là viết tắt của nghiện trích ma túy ạ. Và như vậy là cái nhóm mà nhóm có tiêm trích ma túy. Các anh chị sẽ thấy là cái người mà sử dụng ma túy, khi mà sử dụng ma túy, lát nữa thì nội dung của bác sĩ Luân sẽ trao đổi kỹ về vấn đề này. Tuy nhiên là tôi có thể giới thiệu một chút là sử dụng ma túy có nhiều hình thức, tuy nhiên cái hình thức mà nguy cơ mà lây nhiễm HIV cũng như là các bệnh qua đường máu ấy, thì nó thông qua gì ạ? Là tiêm trích ma túy. Và nên là ở đây cái từ này là từ viết tắt của gì ạ? Nhóm nghiện trích ma túy. Như vậy đây cũng là một cái nhóm mà nguy cơ và về lây nhiễm có thể là gì ạ? Chúng ta sẽ vẫn phát hiện những ca nhiễm mới về HIV ở trong nhóm này ở trong cái thời gian tới. Và và dường như là gì ạ? Nó đang vẫn đang mở ra đấy ạ, chứ nó không hẹp. Thứ hai là gì ạ? Cái nhóm MSM, và MSM như có giới thiệu về các bác anh chị thì đây là cái quần thể gì ạ? Để chỉ những cái người nam có quan hệ tình dục với nam. Và có thể là họ có tình cảm với nhau, nhưng mà đôi khi là có thể là gì ạ? Họ không có tình cảm với nhau, nghĩa là họ có cái hành vi quan hệ tình dục với nhau thì đều xếp vào cái nhóm này, và nghĩa họ là nam với nhau. Thì có thể thấy là gì ạ? Cái nguy cơ và để phát hiện cái ca nhiễm mới ở cái quần thể này, chúng ta có thể thấy gì ạ? Như dự đoán thì nó vẫn gia tăng trong cái thời gian tới. Và như vậy là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba, vâng, ở đây là nhóm bạn tình. Và thì ở đây có thể là bạn tình của các nhóm đích. Và thì chúng ta thấy là nó có cái xu hướng mà thu hẹp. Vâng, ngoài ra thì có một số cái nhóm khác. Và ví dụ như là nhóm khách hàng thì dường như là gì ạ? Nó cũng có thu hẹp về ca nhiễm mới trong những cái thời gian tới. Như vậy là với cái biểu đồ này thì các anh chị có thể thấy gì ạ? Ba cái nhóm và nó có cái nguy cơ chúng ta có thể phát hiện những cái ca nhiễm mới. Một là gì ạ? Nhóm MSM và những người mà nam quan hệ dùng với nam. Thứ hai là gì ạ? Nhóm tiêm trích ma túy. Và cái thứ ba và là nhóm bạn tình. Và ở đây tôi muốn giải thích thêm một chút là cái nhóm nam quan hệ tình dục với nam ấy, và thì tại sao cái nhóm này lại có cái nguy cơ mà lây nhiễm HIV cao. Và ở đây thì nó liên quan tới cái việc mà quan hệ tình dục không an toàn, và ở nhóm MSM và thì người ta có hành vi quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Và các anh chị biết là gì ạ? Cái việc mà quan hệ tình dục qua đường hậu môn là một trong những cái đường mà nó có thể rất là dễ tạo ra cái sự xây xát, đặc biệt là cái người nhận ạ. Và thì ở hậu môn thì các mạch máu nó rất là nhiều. Và thứ hai nữa là do cái đặc điểm giải phẫu nó không tạo được cái chất nhờn. Chính vì thế khi mà quan hệ mà cọ sát và thì nó rất dễ dẫn tới chảy xước, đặc biệt là cái người nhận. Và nên là ở cái nhóm mà nam quan hệ tình dục với nam thì cái nguy cơ lây nhiễm nó cao liên quan tới cái hành vi quan hệ tình dục. Vâng, thế là cái biểu đồ này thì các bác anh chị sẽ chúng ta sẽ nhớ là gì ạ? Có ba cái nhóm mà trong cái thời gian tới là vẫn có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Một là nhóm nam quan hệ tình dục với nam, thứ hai là nhóm gì ạ? Nghiện trích ma túy, và thứ ba là nhóm bạn tình. Vâng. Nhận định chung về tình hình dịch, thế thì với những cái kết quả thu thập được từ các cái cơ sở xét nghiệm cũng như là điều trị ARV trên toàn quốc, và thì theo cái báo cáo của Cục Phòng chống HIV/AIDS và Cục Y tế, thì ở đây thì tôi có tóm tắt lại một chút. Và thì số liệu dịch phát hiện năm 2020 thì nó có cái sự thay đổi so với năm 2019. Nhất là cái tỷ lệ tỷ trọng nhóm tuổi trẻ 16-29 trong số người nhiễm HIV được phát hiện tăng từ 37,9% lên đến 45,5%. Và như vậy là chúng ta có thể thấy là cái nhóm tuổi trẻ trong năm vừa qua, qua các con số cho thấy đây là cái nhóm mà có tỷ lệ nhiễm HIV cao và so với cả năm 2019. Thứ hai nữa là cái tỷ trọng lây truyền HIV qua đường quan hệ tình dục vẫn tiếp tục tăng, và ghi nhận ở đây tăng đến 77%
so với kết quả năm trước. Và thông qua cái kết quả mà giám sát trọng điểm thì cho thấy cái tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam tiếp tục tăng nhanh, và năm 2018 là 10,8% và trong năm 2020 là 13,2%. Và đây là những cái chỉ báo quan trọng trong cái công tác mà dự phòng cũng như là điều trị và trong cái thời gian tới để kiểm soát cái tình hình HIV ở Việt Nam. Vâng, trước khi mà sang cái nội dung tiếp theo, vâng, thì ở đây có một câu hỏi, vâng, mời các anh chị có thể là đưa ra. Vâng, HIV thì tồn tại ở trong cơ thể chúng ta, vâng, thì nó tồn tại trong các cái dịch sinh học. Thế thì ở đây theo các anh chị thì HIV tồn tại ở đâu? Vâng, mời các anh chị hãy cho đáp án đúng nhất ạ. Chúng ta sẽ có một phút ạ để chúng ta cho đáp án ạ. Vâng, các bác anh chị có thể là chúng ta bật mic nhé, hoặc là chúng ta gõ vào hộp chat ạ. Chúng ta bây giờ quen dần với cả các cái tính năng này của cái Zoom ạ, để chúng ta sẽ tương tác với nhau. Zoom này đẹp, em add rồi. F ABD ạ. ABD, vâng. F F ạ. ABD. Đi. F. Vâng ạ. Ở đây thì chúng tôi vâng, ở đây có đáp án A, B, C, D, E, F, G. Vâng. Thế mời mời bạn Tường ạ. Vâng. Bạn Huỳnh Khánh Tường, bạn Tường có ở đấy không ạ? Có thầy ơi, em đây này thầy ơi. Vâng. Bạn có thể giải thích là lý do mà mình chọn đáp án F ở đây là gì ạ? Thầy, tại vì là trong máu thì nó sẽ tiếp xúc qua đường tiêm chích ma túy, còn sữa mẹ thì sẽ lây từ mẹ sang con. Tinh dịch âm đạo tiếp đạo lây qua về đường tính, dịch tiết âm đạo là sẽ lây qua đường tính. Em đây nên em chọn đáp án F. Vâng, đáp án F ở đây là gì ạ? Là có A, B và D. Vâng, vâng, cảm ơn bạn Tường. Mời bạn Hiền ạ. Bạn Hiền có mã số là 08 ạ. Vâng, Cao Thị Thu Hiền. Bạn có thể giải thích là đáp án bạn chọn đi ạ. Dạ, em thưa thầy. Em chọn đáp án F tại vì HIV lây truyền qua đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con ạ. Vâng. Mình sẽ không chọn các đáp án là C và E đúng không ạ? Vâng. Vâng, vâng, cảm ơn. Vâng, vâng, có một đáp án khác, vâng, đáp án của bác Nguyên ạ. Vâng. Vâng, bác La Văn Thiên ở đây không ạ? Có. Vâng. Tại sao mình lại chọn đáp án G ạ? Tại vì là đáp án G đầy đủ tất cả các dịch tễ học ở HIV. Nghĩa là gì ạ? HIV nó tồn tại ở trong tất cả các dịch của sinh học đúng không ạ? Trong cơ thể đúng không ạ? Vâng. Chúng ta cùng xem là đáp án ở đây là gì nhé. Anh không chỉ được cái này. Rồi, anh ạ. Vâng ạ. Ở đây thì khi mà lấy các cái mẫu vâng để phân lập HIV thì các cái mẫu có thể lấy từ máu và từ dịch tinh dịch và tinh dịch nhá. Và các anh chị sẽ thấy là HIV thì nằm trong một tinh dịch chứ không nằm trong tinh trùng đâu ạ. Và nên người ta chỉ cần lấy cái vâng HIV lấy cái tinh dịch của người nam giới và thì có thể là kiểm tra, hay là dịch tiết âm đạo ở phụ nữ. Ngoài ra thì có thể lấy thì từ nước bọt, nước mắt và
như ở không biết ở các anh chị ở chỗ các cái cơ sở y tế của anh chị nào, nhưng mà ở Hà Nội ạ, thì hiện nay thì chúng tôi có các cái test xét nghiệm ạ, nghĩa là bệnh nhân chỉ cần lấy bệnh phẩm từ thử nghiệm thôi ạ, và sau đó là hoàn toàn là có thể là gì ạ, cho que test vào để kiểm tra cái bệnh nhân HIV hay không. Và nên là ở đây thì HIV cũng ở trong cả nước bọt, nước mắt, trong sữa mẹ, thì các anh chị cũng chúng ta đã biết rồi, cái này thông tin được truyền thông khá nhiều. Ngoài ra thì nó có thể nằm ở nước tiểu và các cái dịch khác của cơ thể. Thế thì ở đây HIV thì nó có mặt ở tất cả bằng các cái dịch sinh học trong cơ thể. Tuy nhiên cái nồng độ HIV ấy ạ, thì nó sẽ khác nhau. Nó sẽ tập trung nhiều bằng ở các cái dịch như là dịch tiết sinh dục hay là máu và hay là sữa mẹ. Còn ở các cái dịch khác ấy ạ, thì cái hàm lượng HIV nó sẽ ít hơn. Và cái việc mà lây nhiễm HIV và thực tế là gì ạ, nó cần phải có rất là nhiều cái yếu tố, nó không phải là dễ dàng để có thể lây nhiễm HIV từ người bị nhiễm sang người không bị nhiễm. Thứ nhất gì ạ, nó cần phải phụ thuộc vào gì ạ, cái số lượng và virus HIV có trong máu hay trong dịch thể của người nhiễm HIV. Và ví dụ như là gì ạ, nếu như mà mình có một vết xây xước mà mình bị dính vào các cái dịch như là dịch sinh dục hay là máu thì nguy cơ lây nhiễm nó rất là cao nếu như mà dây vào các cái dịch khác của cơ thể. Thứ hai, HIV để vào một cơ thể khác ấy, thì nó có thể có đường vào, và cái đường vào ở đây chính là gì ạ, qua cái vết xây xước ở da hoặc là niêm mạc. Và da ví dụ như là các anh chị thấy như ở chân tay, niêm mạc có thể là mắt. Và một cái tiếp theo nữa, vâng, nó là cái yếu tố mà thời gian tiếp xúc. Nếu mà tiếp xúc càng lâu, vâng, giữa cái vết chảy xước với cả các cái dịch tiết mà có nhiễm HIV của người bị nhiễm ấy, thì cái nguy cơ mà bị nhiễm sẽ rất là cao. Ngoài ra, vâng, thêm một yếu tố nữa đó là sức đề kháng của cơ thể cũng như là độc tính hay tính lây nhiễm của virus. Như vậy là ở đây chúng ta sẽ thấy là có 1, 2, 3, 4, 5. Vâng, đảm bảo bằng 5 cái yếu tố này thì cái nguy cơ lây nhiễm HIV từ người bị nhiễm sang cái người mà chưa bị nhiễm mới xảy ra. Và như vậy là trong cái slide này thì chúng ta cần nhớ là gì ạ, HIV tồn tại ở những cái dịch sinh dục nào trong cơ thể của chúng ta. Ở đây nó tồn tại ở tất cả các dịch sinh dục, ở tất cả các dịch sinh học. Và tuy nhiên là gì ạ, cái dịch nào là có cái số lượng bằng cái hàm lượng cái virus nhiều thì chúng ta lưu ý nó sẽ nằm nhiều ở các dịch sinh dục này, như là tinh dịch hay là dịch tiết âm đạo, ở trong máu, ngoài ra thì ở sữa mẹ. Và cái câu hỏi thứ hai, và chúng ta hãy dành thời gian là 1 phút để cùng trả lời ạ. Em bắt đầu. Vâng, chúng ta hãy chọn một phương án đúng nhé. Vâng. Vâng, chúng ta có thể thấy được là ở trên cái màn hình của mình ạ, vâng, có cái phần câu hỏi và phần lựa chọn. Thì các bác anh chị hãy tích vào cái phần đáp án mà hiện trên màn hình của chúng ta. Vâng, mới có 20 người ạ. Lớp chúng ta là 30 người ạ. Vâng, mời các bác anh chị còn lại chúng ta vào trả lời ạ. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị đã có phần trả lời cho câu hỏi này. Đáp án ở đây
là chính xác là đáp án D. Chúng ta chú ý nhé, chúng ta mà đi hỏi vào cái câu hỏi thi mà chúng ta hãy cũng chú ý phải đọc kỹ cái đề bài. Ví dụ như cái câu này thì chúng ta phải chú ý là có cái từ trừ ở đây, và nghĩa là sẽ có một cái phương án không đúng. Và đáp án ở đây là đáp án D, tuy nhiên là vẫn có một đáp án là chọn là đáp án A. Và ở đây cái hành vi mà ôm hôn bắt tay là cái hành vi gì ạ, là không không dẫn tới là lây nhiễm HIV. Còn lại chúng ta sẽ thấy là lây truyền qua đường máu, lây truyền qua đường tình dục, lây truyền từ mẹ sang con là những cái điểm đường lây nhiễm chính có thể lây nhiễm HIV từ người bị nhiễm sang người lành. Trong đó thì cái đường mà lây truyền qua đường máu thì ở đây sẽ có gì ạ? Có cái việc gì ạ? Tiêm chích chung, bơm kim tiêm. Cái này có thể xảy ra ở trong công tác y tế bằng khi mà tiêm truyền máu, hoặc là với những người mà sử dụng ma túy, heroin hay là một số cái chất khác, người ta cũng có thể là gì ạ? Dùng chung các cái dụng cụ tiêm chích, và HIV có thể lây nhiễm qua cái dụng cụ này. Vâng, ở đây là ba cái đường mà lây nhiễm chính HIV từ người bị nhiễm sang người lành. Đây là cái tỷ lệ phần trăm bằng ở các cái đường lây nhiễm. Bằng cái đường mà có cái nguy cơ mà nhiễm cao, đấy chính là cái truyền máu. Và ví dụ như là truyền máu mà từ cái người nhiễm không may chuyển sang cái người lành ấy, vâng, mà chúng ta không biết trước cái tình trạng HIV, thì nguy cơ ở đây có thể là 100%. Vâng. Rồi mẹ truyền sang con, vâng, trước, trong và sau đẻ cũng như là qua sữa, và một cái tỷ lệ cũng không hề thấp độ. Và dùng chung bơm kim tiêm, vâng, cái này thì nó tỷ lệ từ 0.5 đến 1%. Và cái lây nhiễm qua tình dục, vâng, ở đây thì có hai cái đường mà lây nhiễm, một là lây nhiễm qua đường âm đạo, thứ hai là lây nhiễm qua hậu môn. Vâng, cái hành vi quan hệ tình dục qua đường hậu môn thì nó có thể xảy ra ở giữa nam với nữ, hoặc là giữa nam với nam ạ. Vâng, và các anh chị có thể thấy là gì ạ? Cái đường quan hệ tình dục qua đường hậu môn ấy, theo thống kê ấy, thì có thể có cái tỷ lệ mà lây nhiễm HIV cao hơn so với cái đường lây nhiễm qua âm đạo. Và ngoài ra thì đây là những cái tai nạn nghề nghiệp, nghĩa là nó xảy ra lây nhiễm trong cái quá trình mà chăm sóc y tế. Thông thường có lẽ là nó liên quan nhiều tới với cán bộ y tế của chúng ta. Vâng. Với cái biểu đồ này thì cho thấy được cái mối liên quan giữa các cái nhóm nguy cơ với cả các cái nhóm mà ít nguy cơ. Các cái có nhóm nguy cơ ở đây mà ba cái nhóm chính liên quan tới gì ạ? Một là những người kích thích ma túy, rồi cái nhóm gì ạ? Tình dục đồng giới, rồi cái nhóm gì ạ? Bán dâm, mà đây là nữ. Và chúng ta chú ý nhé là hiện nay thì cũng có cả những cái nhóm nam bán dâm, và nhóm này cũng là một trong những nhóm nguy cơ, và nó nằm ở trong nhóm gì ạ? Tình dục đồng giới. Và những cái nhóm này thì có thể là gì ạ? Lây sang các cái quần thể ít nguy cơ hơn. Ví dụ như là gì ạ? KLC, các anh chị biết là gì không ạ? Cái này là gì ạ? Viết tắt của khách làng chơi ạ. Và ở đây khách đi chơi với cả cái nhóm như là nhóm nữ này thì có thể là có nguy cơ bị nhiễm, và người ta bị nhiễm sau ấy, thì người ta lại về lây cho gia đình và vợ ở nhà, và lại lây tiếp cho cái nhóm mà nguy cơ thấp hơn. Vâng. Lịch sử về HIV/AIDS, vâng, ở đây thì có cái thời kỳ đầu tiên, vâng, đó là phát hiện ra HIV, thì chúng ta biết được cái mốc lịch sử là năm 1981. Tuy nhiên là theo các cái số liệu nghiên cứu thì có thể thấy là gì ạ? Đã có những cái báo cáo mà nó người ta đã đề cập trước đó. Tuy nhiên là một cái mốc chính xác từ bao giờ thì hiện nay các nhà khoa học vẫn là cái vấn đề tranh cãi của các nhà khoa học. Và tuy nhiên một mốc 1981 là một cái mốc mà có lẽ là chúng ta đều nhớ, và nếu mà các anh chị lên tìm tài liệu trên thế giới ấy, thì chúng ta sẽ thấy là có những bài báo ghi nhận mốc này. Chúng ta biết là có hai cái loại tuyếp HIV, vâng,
tuyếp HIV thứ hai là từ châu Phi. Tuy nhiên là cái tuyếp mà đáng nói ở đây chính là cái tuyếp HIV 1. Nó quan trọng, nó gây nên cái tình trạng suy giảm miễn dịch sau này của con người, nó chính là gì ạ? AIDS. Vâng. Cái giai đoạn mà phát hiện ra AIDS, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người là từ năm 1981 cho đến năm 1985. Vâng. Và người ta đã phát hiện ở trên người và nam khỏe mạnh và họ có hành vi quan hệ tình dục đồng giới và họ mắc một cái chứng gì ạ? Viêm phổi. Đáng lẽ là gì ạ? Cái việc viêm phổi và cái bệnh viêm phổi này nó chỉ xảy ra ở những người như là cao tuổi khi mà cái sức miễn dịch và cái hệ miễn dịch nó giảm. Tuy nhiên là người ta thấy lạ là tại sao lại xảy ra ở những cái người mà nam giới trẻ tuổi, nhưng mà có một cái là gì ạ? Họ có cái hành vi quan hệ tình dục đồng giới. Vâng. Và trong cái thời kỳ này, vâng, thì với các cái số liệu người ta thu thập được và người ta đã phát hiện ra là gì ạ? Có cái hội chứng suy giảm miễn dịch mà bây giờ thì chúng ta quen gọi chính là gì ạ? Hội chứng AIDS. Vâng, nó xảy ra ở cái giai đoạn muộn của những người mà sau một thời gian dài bị nhiễm virus HIV. Vâng, HIV thì là tên gọi của cái virus gây ra bằng cái suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. Còn AIDS nó sẽ là một cái phần của cái giai đoạn bị bệnh, hay nói khác là giai đoạn cuối trong cái quá trình mà cơ thể bị nhiễm HIV. Vâng, tôi sẽ xin đi qua nhanh cái phần này, bởi vì cái phần này thì là những cái thông tin sơ lược lịch sử. Vâng, cái slide này thì cho thấy là HIV tuyếp 1 là cái tuyếp mà lưu hành phổ biến và nó có rất là nhiều phân nhóm nhỏ bên trong, thậm chí là gì ạ, có 9 cái phân tuyếp và di truyền ở trong cái nhóm này. Và hiện nay là cái tuyếp mà viết tắt là CRF01AE và là gây đại dịch ở các nước Đông Nam Á và cũng là phân nhóm chiếm đến 97% phân tuyếp HIV1 lưu hành tại Việt Nam. Vâng, đây là cấu trúc của virus HIV. Vâng, tắt nữa thì chúng ta sẽ có một cái slide để mô tả chi tiết về cái cấu trúc của virus HIV. Vâng, khi mà virus HIV vào trong cơ thể, vâng, thì đây là cái sơ đồ mô tả cái diễn biến tự nhiên. Vâng, chúng ta sẽ cần nhớ các cái giai đoạn chính của cái diễn biến này. Thứ nhất là gì ạ? Vâng, đây là cái cột đầu tiên. Vâng. Để mô tả gì ạ? Mô tả cái tải lượng virus cũng như là tế bào CD4. Còn vâng, cái trục vành này ạ, là theo cái mốc thời gian. Vâng, ở đây thì tính cái mốc thời gian là 6 tháng và sau đó là trong năm. Vâng, chúng ta có thể thấy nó có cái giai đoạn ở đây là giai đoạn là thời kỳ cửa sổ. Vâng. Khi mà HIV vào trong cơ thể và ở giai đoạn đầu đây HIV ạ, và nó tăng rất là cao, và thì lúc đấy thì ạ, cái tế bào CD4 màu xanh ấy nó chỉ hơi giảm một tí thôi ạ, và thì cái giai đoạn đầu tiên này nó sẽ kéo dài và xảy ra trong thời gian khoảng là 3 tháng, và hết 3 tháng và thì cái virus nó giảm xuống. Và ở đây tế bào CD4 thì nó có cái hồi phục trở lại một chút. Và cái khoảng thời gian này nó có thể kéo dài trong thời gian độ vài năm. Và đến cái giai đoạn 2 này nó gọi là giai đoạn là không có triệu chứng gì cả. Và cơ thể khỏe mạnh bình thường và không có biểu hiện gì cả. Đến cái giai đoạn thứ 3, vâng, là sau cái thời gian bị nhiễm virus HIV khoảng độ vài năm. Vâng, thì bắt đầu thì cơ thể yếu dần và có bị các cái bệnh đi kèm, ví dụ như là bị lao và rồi bị nấm và bị các cái bệnh lý về da và như là zona và hay là bị các cái bệnh sản rạn lông. Và trong giai đoạn này nếu mà kiểm tra virus và thì sẽ thấy gì ạ, cái lượng virus
HDV trong cơ thể tăng rất là cao. Và trong khi đó cái tế bào CD4, và tế bào CD4 ở đây chính là cái tế bào gì ạ? Bạch cầu, để giúp bảo vệ cơ thể, thì nó có cái số lượng rất là thấp, và thậm chí là các bác anh chị có thể nhìn thấy còn thấp hơn cả 100. Và trong cái giai đoạn này thì nếu mà bệnh nhân không được chữa trị thì có thể là tử vong. Thì ở trong cái biểu đồ này, lát nữa thì chúng ta sẽ quay lại một lần nữa để chúng ta có thể nhớ. Tuy nhiên là tôi muốn tóm tắt thì nó có ba cái giai đoạn chính. Một là gì ạ? Cái thời kỳ cửa sổ, và nó kéo dài trong cái thời gian khoảng 3 tháng đầu tiên. Tiếp theo là giai đoạn không triệu chứng. Không triệu chứng theo đúng nghĩa của nó là gì ạ? Cơ thể không có những biểu hiện gì cả. Và giai đoạn thứ ba là cơ thể nuôi rất là yếu và có những cái bệnh đi kèm. Để kiểm soát bằng cái tình trạng HIV thì chúng ta thấy là gì ạ? Có cái việc mà xét nghiệm HIV, và mục tiêu của cái xét nghiệm HIV để giám sát và cái tình hình mà nhiễm HIV, và để đảm bảo an toàn hơn mà trước khi mà ví dụ như là trong cái công tác mà truyền máu, và nó cũng góp phần gì ạ? Để chẩn đoán xem là một người có bị nhiễm HIV hay không. Các cái phương pháp xét nghiệm hiện nay thì có nhiều các cái phương pháp, trong đó cái phương pháp mà phổ biến nhất đó là gì ạ? Phát hiện kháng thể trong máu hay dịch thể. Thế thì với HIV khi mà vào cơ thể ạ, thì nó sẽ cần thời gian khoảng độ là 12 tuần thì cơ thể mới sản sinh ra kháng thể. Chính vì thế mà với những cái xét nghiệm mà phát hiện kháng thể thì chúng ta sẽ cần tìm cái thời gian mà bệnh nhân có cái hành vi nguy cơ, đảm bảo đủ cái thời gian là gì ạ? 12 tuần là 3 tháng, thì lúc đấy thực hiện cái phương pháp xét nghiệm phát hiện kháng thể này thì mới có hiệu quả. Và cái kháng thể này thì sẽ lấy bệnh phẩm là từ máu. Và đây là một số cái tên xét nghiệm. Cái phương pháp thứ hai, và đó là phương pháp mà trực tiếp hay là phát hiện tác nhân gây bệnh. Đấy là gì ạ? Chúng ta phát hiện dựa trên một cái phần mà bộ phận của cái virus. Chúng ta có thể là phát hiện ra gì ARN, cái là gì ạ? Vật chất di truyền, bằng xét nghiệm PCR, hoặc là phát hiện kháng nguyên bằng ở cái vỏ của virus HIV. Vâng. Đây là các cái thách thức, mặc dù chúng ta HIV đã tồn tại trước nay là được khoảng 40 năm, và trong suốt 40 năm đấy khoa học cũng đã rất là phát triển để có thể phân lập ra loại virus này. Bên cạnh đó thì cũng đã có rất nhiều các cái mô hình để dự phòng, và có cái thuốc hiện nay là ARV để điều trị cho những người bị nhiễm, thậm chí là gì, ngay cả những người mà hiện nay mà chưa bị nhiễm ấy, thì hoàn toàn có thể sử dụng các cái thuốc dự phòng như này để có thể là dự phòng không bị lây nhiễm khi mà có cái hành vi nguy cơ. Và tuy nhiên là gì ạ, chúng ta có thể thấy là gì ạ, cái tỷ lệ nhiễm mới nó vẫn tiếp tục xuất hiện hàng năm. Và như cái báo cáo đã chia sẻ với cả anh chị thì chúng ta có thể thấy gì ạ, ở Việt Nam của chúng ta cũng vẫn là đối diện cái tình hình này. Và đây cũng chính là một trong những cái lý do mà chúng ta cũng cần phải phát triển duy trì tiếp các cái chương trình hiện nay có hiệu quả, đồng thời là gì ạ, cũng đẩy mạnh vào các cái chương trình điều trị khác, trong đó như là các cái chương trình mà điều trị về nhiễm chất, và cũng góp phần để giám sát và cái tình hình lây nhiễm HIV. Và đây là các cái thuốc và để giới thiệu cả các anh chị. Và như vậy là cái nội dung đầu tiên trong phần mà giới thiệu về các kiến thức cơ bản về HIV, đó là cái dịch tễ về HIV. Tôi muốn chuyển sang cái nội dung thứ hai. Và nội dung thứ hai này thì có một số cái nội dung thì đã giới thiệu ở bài dịch tễ. Tuy nhiên là có một số nội dung mới các anh chị cần nắm được.
Vâng, ở đây có ba cái phần chính. Phần đầu tiên trong cái bài này, thứ nhất là chúng ta hiểu rõ hơn về sinh mệnh học của HIV. Thứ hai nữa là gì ạ? Cái nội dung thứ hai có liên quan đến tư vấn và xét nghiệm HIV. Và nội dung thứ ba là liên quan tới điều trị ARV. Thì trong cái bài trao đổi với cả các anh chị thì tôi sẽ tập trung vào cái nội dung đầu tiên, đó là sinh mệnh học về nhiễm HIV. Cái phần tư vấn và xét nghiệm HIV thì đã giới thiệu với các anh chị trong cái phần dịch tễ học. Còn phần điều trị ARV thì cái phần này thì các anh chị sẽ đọc thêm, bởi vì cái này thì nó sẽ bên phía bác sĩ và tư vấn, thì đây sẽ là cái nội dung mà các bác sĩ và tư vấn cần lắm để hỗ trợ và tư vấn cho bệnh nhân. Về cái sinh mệnh học nhiễm HIV, ở đây HIV thì theo cái cấu trúc của nó thì nó có ba cái lớp. Một là lớp vỏ ngoài, bao gồm lớp lipid kép glycoprotein. Vâng, nó có hai cái thành phần, glycoprotein 120 và glycoprotein 41. Thứ hai là có một lớp tiếp theo, lớp vỏ trong, có hai cái protein là P17 và P24. Và tiếp theo là lớp lõi, bao gồm có lớp capsid và genome, chính là ARN, cái vật chất di truyền. Và nó có cái enzyme sao chép ngược. Vâng, đây là cái mô phỏng virus HIV mà các anh chị có thể thấy. Vâng, đây chính là cái lớp vỏ ngoài đấy ạ. Và hai cái thành phần này giúp cho virus HIV có thể hòa nhập với cả tế bào của con người. Mà cái tế bào mà virus HIV hướng tới chính là cái tế bào CD4. Và hai thành phần tiếp theo, vâng, P17 và P24, đấy là lớp vỏ trong đấy ạ. Và cái vật chất di truyền ở đây có gen, và chính là ARN, nó nằm ở giữa. Và HIV xâm nhập vào tế bào như thế nào? Ở trên hình này thì các anh chị có thể thấy, và đây là tế bào HIV, và đây ạ, đây là nhìn từ xa. Còn đây là tế bào CD4, và CD4 thì chính là tế bào rất là quan trọng trong hệ thống miễn dịch của chúng ta, giống như là cái lực lượng bảo vệ ạ. Và không có cái lực lượng này thì cơ thể của chúng ta sẽ coi như là rất là dễ bị nhiễm, ví dụ như là cái bệnh ở bên ngoài. Thế thông thường thì khi mà cái lực lượng này tốt thì cơ thể chúng ta sẽ tránh được các cái xâm nhập từ bên ngoài. HIV và khi vào lọt được vào trong cơ thể nhé, thông qua các cái vết chảy xước, và thì nó sẽ có một cái bước là gì ạ, hòa nhập vào màng tế bào. Và đây ạ, chúng ta có thể thấy đây là cái bước đầu tiên nó hòa nhập. Sau khi nó hòa nhập xong ấy ạ, và thì nó cái vật chất di truyền của nó ở bên trong ấy, và nó vào được trong cái tế bào CD4, và cái vật chất di truyền này, và nó tiếp cận vào cái vật chất di truyền trong cái tế bào CD4, và ở đây nó sử dụng và các cái nguyên liệu trong cái tế bào CD4 để sản sinh ra các cái vật chất di truyền khác, và sau đó gì ạ, nó lại lấy một cái phần màng của tế bào CD4 để tạo ra các virus HIV khác. Như vậy là bản thân nó gì ạ, nó lợi dụng chính các cái nguyên vật liệu trong cái cơ thể của con người, mở ở đây là tế bào CD4, để tạo nên các cái tế bào CD4 khác. Vâng, ở góc độ lâm sàng có hai cái chỉ số mà chúng ta rất là quan tâm, đấy chính là gì ạ, nồng độ của HIV. Và cái này thì nó sẽ cho biết là cái mức độ nhân lên của HIV cũng như là tốc độ phá hủy tế bào CD4. Và một cái chỉ số thứ hai ấy, là cái số lượng tế bào CD4 của cơ thể. Cái chỉ số này thì cho biết cái mức độ HIV bị phá hủy, và cho biết là cái mức độ HIV phá hủy hệ thống miễn dịch như thế nào. Hiện nay để xác định một người mà có bị nhiễm HIV không thì như trao đổi với các anh chị thì chúng ta chỉ có một cái biện pháp duy nhất, đó là làm xét nghiệm. Và thì chúng ta có thể là làm xét nghiệm với các cái bệnh phẩm như là máu, ngoài ra thì có thể là làm xét nghiệm với cả bệnh phẩm khác như là nước bọt. Vâng, đây là các test xét nghiệm. Test xét nghiệm thì cái này xin phép là bỏ qua, cái này các anh chị có thể là xem thêm được ạ. Vâng. Vâng, đây là cái phần mà quan trọng. Cái này thì các anh chị sẽ cần phải nhớ đấy ạ. Vâng, như lúc nãy cái sơ đồ mà chúng ta được xem qua trong cái phần dịch tễ ấy, thì diễn biến tự nhiên của nhiễm HIV nó trải qua ba cái giai đoạn. Thứ nhất là cái hội chứng nhiễm cấp tính. Vâng. Thứ hai, nó là giai đoạn tiền tàng. Vâng.
Và cái thứ ba là giai đoạn tiến triển. Vâng, hay là chính là cái giai đoạn S. Vâng, khi mà hỏi cái diễn biến tự nhiên của nhiễm HIV trải qua mấy giai đoạn thì các anh chị cần phải trả lời được, kể tên được đúng ba cái giai đoạn này. Vâng, và theo cái trình tự thời gian như trên cái hình chiếu ở trên trên bảng. Vâng. Vâng. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn lại hình này có thể thấy là gì ạ? Cái giai đoạn đầu tiên chính là gì ạ? Hội chứng nhiễm HIV cấp tính. Nó có cái thời gian trong thời gian khoảng là 3 tháng đầu. Vâng. Đúng theo cái nghĩa cấp tính, nó xảy ra nhanh. Và cái thứ hai là gì ạ? Các anh chị có thể thấy là cái màu đường màu xanh đậm này ạ. Nó cho thấy là gì? Cái lượng virus vào cơ thể ở trong giai đoạn này cũng là cái giai đoạn gì ạ? Cái tải lượng virus là đạt đỉnh cao nhất. Nên là trong cơ thể lúc này có cái lượng virus xâm nhập rất là cao. Và nó có một cái đặc điểm nữa về mặt lâm sàng ấy, là cơ thể không có bất cứ một cái dấu hiệu gì cả. Nên là nếu như mà một người mà bị nhiễm HIV trong giai đoạn này, chúng ta chỉ nhìn bề ngoài thôi ạ, thì chúng ta không thể phát hiện được. Và hết cái giai đoạn cấp tính, vâng, thì là đến cái giai đoạn mà không triệu chứng. Ở giai đoạn không triệu chứng này thì nó có thể kéo dài cho tới nhiều năm. Vâng. Và cái đặc điểm của giai đoạn này là gì ạ? Chúng ta có thể thấy là gì ạ? Cơ thể vẫn khỏe mạnh. Vâng. Tuy nhiên là gì ạ? Khi mà xét nghiệm HIV thì sẽ thấy là gì ạ? Trong cơ thể đã có kháng thể chống lại HIV. Vâng. Chúng ta lưu ý một chút nhé. Ở trong giai đoạn mà nhiễm HIV cấp tính, nếu như mà chúng ta làm các xét nghiệm kháng thể ấy, thì cái kết nghiệm, xét nghiệm kháng thể này sẽ cho cái kết quả là âm tính, bởi vì là trong cái giai đoạn mà chưa đủ 3 tháng, vâng, thì cái cơ thể của chúng ta chưa sản sinh ra kháng thể. Nên là trong giai đoạn mà cấp tính này chúng ta cũng không thể sử dụng cái xét nghiệm để phát hiện xem là người đó có bị nhiễm hay không. Vâng. Nhưng mà sang giai đoạn mà không có triệu chứng, nghĩa là gì ạ? Giai đoạn này đã vượt qua 3 tháng, nghĩa là cơ thể đã nhiễm HIV trên 3 tháng và lúc này trong cơ thể đã có cái kháng thể chống lại HIV. Và nếu như mà làm các cái xét nghiệm phát hiện thông thường bằng kháng thể thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả xét nghiệm là dương tính. Và giai đoạn mà không triệu chứng này thì nó sẽ kéo dài trong một thời gian dài, nhiều năm. Và khi mà HIV nó vào cơ thể, nó làm cho cơ thể kiệt quệ rồi ạ, thì lúc này thì cơ thể của chúng ta rất yếu. Nó được biểu thị bằng gì ạ? Cái tế bào CD4 nó bị suy giảm đáng kể. Vâng. Và đối lập với việc là tế bào CD4 suy giảm ấy, thì cái tải lượng virus nó tăng lên. Vâng. Và nó tăng lên rất là cao. Và khi mà cơ thể yếu thì các anh chị thấy là gì ạ? Cái lực lượng bảo vệ gần như là gì? Nó rất là mỏng. Thậm chí là có những trường hợp mà tế bào CD4 nó chỉ còn vài chục thôi. Thế thì bất cứ cái bệnh gì bệnh nhân cũng có thể là nhiễm. Và phổ biến ở đây chúng ta có thể thấy là bệnh liên quan đến hô hấp như là lao, như là zona và rồi các cái bệnh nấm. Và ba cái giai đoạn và trong cái biểu đồ này, và một lần nữa chúng ta sẽ cần nhớ, thứ nhất là gì ạ? Nhiễm HIV cấp tính ở trong giai đoạn này có cái hàm lượng virus rất là cao, tuy nhiên bệnh nhân không có các cái biểu hiện về lâm sàng và ngay cả làm xét nghiệm HIV thì cũng không phát hiện ra, bởi vì trong giai đoạn này thì bệnh nhân chưa có cái kháng thể. Và sau giai đoạn này là cái giai đoạn mà gì ạ? Cơ thể bắt đầu có kháng thể, như là với các cái xét nghiệm HIV phát hiện thông qua các kháng thể chống lại HIV thì bắt đầu là dương tính. Và tuy nhiên là gì ạ? Giai đoạn này thì bệnh nhân cũng không có các biểu hiện lâm sàng, nên là chỉ có thể là phát hiện ra bệnh nhân nhiễm HIV thông qua cái việc mà xét nghiệm. Ở cái giai đoạn 3, vâng, thì các cái triệu chứng rõ hơn, đã có những cái triệu chứng lâm sàng và chắc chắn là trong giai đoạn này thì làm xét nghiệm HIV là chắc chắn là dương tính, trong cơ thể đã có cả kháng thể chống HIV. Đây là cái biểu đồ mà cho thấy là gì ạ? Khi HIV xâm nhập thì nó có thể tạo nên các cái bệnh ở các bộ phận khác ở trong cơ thể như não, mắt, miệng, họng, phổi và da hoặc là sinh dục. Mời anh ơi xuống nhà. Bệnh nhân khi mà nhiễm HIV thì có thể có các cái kịch bản và của cái quá trình tiến triển. Và chúng ta sẽ thấy cái kịch bản phổ biến nhất ạ, và chính là cái đường màu xanh ở giữa đây ạ. Và bệnh nhân bị nhiễm và có thể gì ạ,
duy trì sống tới khoảng độ đến 15 năm. Và hai kịch bản còn lại là có những cái trường hợp gì ạ? Người ta bị nhiễm và chết là rất sớm, dưới 5 năm. Và cái kịch bản thứ ba là khi bị nhiễm rồi nhưng mà bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng, và trong cái trường hợp này thì bệnh nhân sống rất là bằng như cái biểu mẫu rất lâu. Tuy nhiên là cái tỷ lệ mà phổ biến nhất ý, chính là cái kịch bản thứ hai, là cái kịch bản ở giữa này ạ. Và ở đây là với những cái trường hợp mà gì ạ, bệnh nhân bị nhiễm mà không được điều trị. Còn bây giờ nếu mà bệnh nhân bị nhiễm mà được điều trị thì thuốc điều trị hiện nay rất là tốt và bệnh nhân vẫn có thể đảm bảo được cái tuổi thọ giống như là cái người bằng khỏe mạnh bình thường. Vâng, đây là cái slide mà mô tả chi tiết ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà HIV cấp tính, và nó xảy ra cái quá trình chuyển đổi huyết thanh trong vòng 12 tuần. Đây gọi là giai đoạn cửa sổ. Cái dòng này thì để lý giải là gì, khi mà virus HIV mới vào cơ thể thì cơ thể của chúng ta sẽ chưa có kháng thể. Cơ thể sẽ cần thời gian khoảng độ 12 tuần để sản sinh ra kháng thể. Và trong giai đoạn này nếu như mà xét nghiệm tải lượng virus thì sẽ thấy là gì? Cái số lượng HIV rất là cao, đặc biệt nó rơi vào sau 3 tuần phơi nhiễm. Và như trao đổi các anh chị, trường hợp mà bệnh nhân nhiễm rồi nhưng mà dưới 3 tháng thì trường hợp này có cho đi làm xét nghiệm HIV thì trong cơ thể có kháng thể HIV hay không thì chắc chắn sẽ không thấy, kết quả sẽ cho là âm tính. Nhưng mà thực tế là gì ạ? Bệnh nhân đã có rất nhiều là virus trong cơ thể rồi. Và nên là bệnh nhân trong giai đoạn này là giai đoạn mà rất là khó để phát hiện, bởi vì là xét nghiệm thì âm tính mà biểu hiện bên ngoài cũng không có. Thực chất thì trong cơ thể thì đã có rất nhiều là virus HIV. Và giai đoạn thứ hai hay giai đoạn tiềm tàng thì tế bào CD4 giảm từ từ, bệnh nhân khỏe mạnh, không có cái triệu chứng lâm sàng, và triệu chứng chỉ có thể xuất hiện khi mà CD4 nó giảm dưới 500. Vâng, đây là giai đoạn thứ ba. Giai đoạn này là giai đoạn tiến triển hay giai đoạn S. Thì ở đây thì để chuẩn đoán, tuy nhiên là cái này thì các bác anh chị có thể là không cần phải quá quan tâm về các cái tiêu chuẩn chuẩn đoán. Nhưng có một cái mà chúng ta cần nhớ ở cái giai đoạn này thì chắc chắn là xét nghiệm HIV là dương tính, nghĩa là trong cơ thể đã có kháng thể chống lại HIV rồi. Và thứ hai nữa là gì ạ? Bệnh nhân sẽ có những biểu hiện về mặt lâm sàng, hay chúng ta hay gọi là gì ạ? Bệnh nhân ở giai đoạn S. Và cái phần này thì các anh chị sẽ không cần quan tâm, cái này thì nó sẽ liên quan tới vấn đề là điều trị lâm sàng, nên là các anh chị không cần bỏ qua cái giai đoạn này và cái slide này. Như vậy cái nội dung trong cái bài thứ hai, và tôi có trao đổi với các anh chị là chúng ta tập trung nhiều hiểu về HIV cũng như là các giai đoạn tiến triển của HIV vào cơ thể. Còn các nội dung, hai nội dung còn lại bao gồm tư vấn và xét nghiệm HIV, và thì cái này để giới thiệu qua các anh chị thôi ạ. Thì nếu mà các anh chị nào quan tâm thì chúng ta có thể đọc thêm. Và đây là cái phần mà gì ạ, thuốc điều trị HIV. Thuốc này thì không điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng mà nó có thể giúp kiểm soát và làm cho HIV gì ạ, thấp đến mức độ gì có thể không lây nhiễm sang người khác. Ở đây thì có một cái phần mà chúng ta cũng chú ý là gì ạ, với cái thuốc điều trị HIV thì nó có thể nó gây nên các cái vấn đề tác dụng phụ, và cũng như là nó có thể gây nên tương tác với cả thuốc methadone trong quá trình mà bệnh nhân điều trị methadone. Và đây là các cái tác dụng phụ có thể xảy ra khi mà bệnh nhân điều trị thuốc ARV. Và cái thuốc điều trị ARV thực ra hiện nay cái phác đồ của chúng ta sẽ không phải là nhiều, nên là khi mà bệnh nhân điều trị thì bệnh nhân sẽ cần phải rất là giữ gìn tuân thủ để tránh cái vấn đề là gì ạ, thất bại điều trị. Bởi vì khi mà chuyển sang các cái thuốc khác thì như nói chuyện trao đổi các anh chị rồi thì cái lượng phác đồ của chúng ta hạn chế, nên là bệnh nhân sẽ cần phải tuân thủ để duy trì lâu trong các cái phác đồ. Và như vậy là với hai cái nội dung liên quan tới các cái kiến thức cơ bản về HIV thì tôi xin phép dừng tại đây.
Và với hai nội dung mà trao đổi với cả các anh chị thì chúng ta sẽ cần nhớ, một là các cái thông tin liên quan tới cái dịch tễ về HIV. Và chúng ta tập trung ở Việt Nam, ví dụ như là các cái đường lây và các cái quần thể đích có thể nhiễm, và rồi cái cơ chế là nhiễm qua các cái cách như thế nào. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cần nhớ cái quy trình, các cái giai đoạn mà HIV tiến triển tự nhiên khi mà vào cơ thể. Ví dụ như là kể tên các giai đoạn là các anh chị phải kể đúng tên, rồi mỗi một cái giai đoạn đấy có những cái thông tin đặc điểm như nào thì chúng ta cũng cần phải nắm được và trình bày được. Và còn lại các cái nội dung liên quan tới tư vấn xét nghiệm hay là về thuốc thì chúng tôi sẽ không đưa ra ở lớp dược sĩ. Và như vậy là với nội dung này thì giúp để các anh chị có thể có những cái kiến thức cơ bản về HIV, cũng như là có thể hiểu được là gì ạ, tại sao mà chúng ta phải có cái nội dung này. Bởi vì là các cái chương trình điều trị nghiện chất triển khai Việt Nam ấy, và được tiếp cận thông qua cái vấn đề HIV, nên là cái chương trình điều trị Nadol cũng là một trong những chương trình bên cạnh cái ARV để góp phần giúp kiểm soát cái tình trạng mà lây nhiễm HIV ở Việt Nam. Và cái này thì không chỉ ở Việt Nam mà ở trên thế giới chúng ta cũng áp dụng các cái mô hình kết hợp điều trị như này. Và trước khi mà kết thúc thì không biết là các anh chị có câu hỏi gì liên quan tới nội dung hai cái bài trình bày về các kiến thức cơ bản HIV mà chúng ta đã trao đổi trong một tiếng vừa qua không ạ? Và chúng ta có thể hỏi hoặc là các bác anh chị có thể nhắn vào hộp chat ạ. Và hôm nay chắc là buổi đầu tiên, có khi có nhiều anh chị chúng ta cũng chưa bao giờ tham gia cái buổi online như này đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị cũng yên tâm thì đối với lớp bác sĩ, chúng tôi cũng thấy là gì, thông thường sang cái ngày thứ hai mọi người quen hơn và sử dụng được nhiều cái